Xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh Nguyên Vlog nha. Hôm nay em làm clip này, em sẽ giới thiệu cho tất cả mọi người biết một vị thầy rất giỏi về chuyện hô mưa gọi gió. Đó, có thể kêu mưa và có thể ngưng mưa. Đó, có thể nói chuyện với chư thiên và có thể nói chuyện với người trời luôn mọi người. Chiến này người miền Trung và người miền Bắc được giải cứu rồi anh em. Người miền Trung và miền Bắc bớt khổ rồi anh em. Hy vọng anh em và cô dì chú bác hãy lan tỏa clip này tới tai những người dân miền Trung và miền Bắc để họ biết tới những cái ông thầy này, để họ thỉnh ông thầy này về nó để giải quyết chuyện mưa bão cho người dân miền Trung và miền Bắc, người ta yên tâm mà lo làm ăn, lo kinh tế gia đình. Đó, mời tất cả mọi người coi clip nha để biết tài năng của ông thầy này nó như thế nào. Mời mọi người coi clip. Đấy, thầy nói cái vụ mà Quảng Ninh nhà mình bị mưa năm ngoái đấy, đấy là nghiệp của dân Quảng Ninh đấy. Năm ngoái thầy cũng thỉnh, khi mà các anh các chị lãnh đạo tỉnh nhờ thầy điện cho thầy để làm lễ, thầy thỉnh chư thiên nói luôn đây là nghiệp của dân Quảng Ninh. Không biết cái điều này đợt trước thầy đã nói chưa, nghiệp của dân Quảng Ninh phải chịu đó. Mà các ngài báo luôn, nếu mà đúng theo cái bản nghiệp này sẽ chết bao nhiêu người, nói rõ luôn, chết 127 người trong cái đợt mưa lũ đấy đó, báo rõ luôn. Nơi đây thầy kể luôn để cho đại chúng thấy nó mầu nhiệm lắm. Thế sau thầy mới bảo là thôi con xin với các chư thiên là giờ chư vị quan chức lãnh đạo cũng đã tin tưởng chúng con, mà bạch thỉnh nhờ chúng con thỉnh thì các ngài giúp cho. Thế hôm thầy bạch thỉnh là tối 29, lúc cái thầy còn trong rừng. Thế thì các ngài nói bảo hiện nay là rất nhiều dòng đang chuyển nước về Quảng Ninh, hàng ngàn con rồng chuyển nước về Quảng Ninh, cho nên việc này thật là khó. Thế thầy lại bạch thỉnh thiết tha nữa, các ngài bảo sẽ cố gắng. Nếu cố gắng thì nhanh nhất ý, thì là trưa mùng 2 thì sẽ cho trời tạnh và nắng lên. Thì 29 này, 30 mùng 1 và đến mùng 2, tức là 2 ngày sau. Thế trong khi đó thầy xem, thầy nghe mọi người nói á, đài báo là đến mùng 8 lượng mưa mới có thể giảm. Mùng 8 lượng mưa như thế này mới có thể giảm. Với cái lưu lượng như thế này, họ xem dự báo đấy. Thế thì các ngài lại nói là mùng 2 sẽ cho trời tạnh và nắng lên. Thế lúc ấy thầy cũng điện, thầy báo lại cho các vị, các bác lãnh đạo nơi tỉnh là đấy. Thầy lễ, thầy thỉnh thì chư thiên đã báo thế đấy. Đó, và các bác ghi vào đúng trưa mùng 2 Hạ Long trời tạnh, mặc dù mây rất nhiều nhưng tạnh mà nắng lên hửng lên đấy. Thế là các vị, các anh chị nói thầy, các bác bảo là thật là kỳ diệu, chuẩn đấy thầy ạ. Chuẩn. Có một vị ở mặt trận Tổ quốc bảo thầy ơi đúng là Phật pháp nhiệm màu thầy ạ. Chuẩn luôn. Nó rất nhiều cái thưa đại chúng, nó kỳ lạ, không phải chuyện thường. Ghê trời, ông thầy chùa này ông có tài dữ quá, nói chuyện được với người trời luôn, có tài hô mưa gọi gió luôn, quá kinh khủng anh em à, quá kinh khủng. Tôi đề nghị nha, những cơ quan chức năng ở miền Trung và miền Bắc đó, và đặc biệt những nơi nào mà bão lũ nhiều đó, nên thỉnh cái ông này về đi đó, để ông cầu xin chư thiên cho rồng đừng có phun nước nữa, để đừng cho mưa bão nữa đó, cho người dân miền Bắc và miền Trung người ta đỡ khổ, thấy không đó. Bây giờ ở ngoài miền Bắc á, bão rất ngoài lớn ngoài kia kìa đó. Ông có tài như vậy, ông ra ngoài kia đó, ông cầu khấn cho người ta đỡ bão đỡ lũ đi, giúp đỡ người ngoài kia đi, người ta khổ lắm rồi đó. Còn ông nói á, người dân Quảng Ninh á, mưa gió là do nghiệp. Vậy tôi hỏi ông nè, nghiệp nào mà năm nào cũng mưa bão hết vậy? Nghiệp gì mà dữ vậy hả? Và nghiệp đó giải làm sao? Nếu mà ông giải được cái đó, ông giải nghiệp cho người ta đi, cho người ta hết mưa bão để người ta làm ăn buôn bán đồ, phải không? Nghiệp đó có cần phải cúng dường mới hết nghiệp không hả? Có cần cúng nhà cúng đất để hết nghiệp không, hay như thế nào? Thì ông ra đó ông giải nghiệp cho người ta đi, để cho ta hết mưa bão. Trời ơi, có tài ghê. Biết bao nhiêu ngàn con người ngồi ở dưới vậy mà cũng nghe được. Nghe nói là rồng làm mưa, mưa gió là do rồng. Trời ơi, do chư thiên. Trời ơi, gớm khổ thiệt. Mấy người ngồi dưới đó tôi nói thật sự luôn nha, những cái
những bà và ông á, lớn tuổi thì mình không nói đi, tại vì những người lớn tuổi thì mình không nói, còn những cái người mà trung niên trở xuống, trời ơi, những người đó là trình độ rất cao, trình độ cao không đó, học thức cao không đó, mà ngồi nghe ông nói là mưa gió do gồng nó làm, rồi trên chư thiên, trời ơi, vậy mà cũng tin luôn. Tôi không hiểu 12 năm ăn học ở cái nhà trường, mấy anh em học cái gì, mấy anh em học cái gì mà để người ta nói như vậy mà mấy anh em ngồi đó mấy anh em tin được, ngồi nghe được, thì tôi cũng thật sự tôi bó tay luôn. Đức Phật có dạy cho mấy ông thầy chùa nói như vậy không ta? Có dạy cho mấy ông thầy chùa làm những cái điều như vậy không ta? Hả? Trời ơi, bây giờ sao mà không lo tu mà lo chuyện gì trên trời không hả? Rồi lo đi trị bệnh cho người ta. Trời ơi trời, còn nói ba cái chuyện mê tín dị đoan gớm khổ thiệt. Vậy mà cũng tin được. Đó, bây giờ mưa bão ngoài miền Bắc đó, ông giỏi đó ra, ông làm cho hết bão, hết mưa, hết gió đi. Đó, có tài đó làm. Tôi nói mấy ông thầy chùa bây giờ ngộ lắm mọi người. Ông thì giống như bác sĩ vậy đó, chị đủ thứ bệnh hết trơn, chị bệnh toàn bệnh hiểm nghèo không à. Đó, còn một ông á, thì hô mưa gọi gió. Trời ơi, thiệt là khủng khiếp. Công nhận nha, thầy chùa bây giờ tài năng ghê, tài năng kinh khủng, tưởng tượng nổi luôn. Bó tay thiệt. Thua.